2 năm kiên trì tìm sự thật từ vụ tai nạn đáng ngờ. Tối 27 tháng 1 năm 2018, chiếc Toyota Highlander mang biển số Bắc Kinh đâm vào bức tường gần bụng bên trên đường Trùng Quang, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngồi ghế sau tử vong, còn tài xế bị thương nặng và gãy cả hai chân. Họ sau đó được xác định là Giang và Chu Tấn, cặp vợ chồng sinh sống ở Bắc Kinh, đang trong chuyến về thăm quê của Chu Tấn ở Cẩm Châu, Liêu Ninh từ 10 ngày trước. Hiện trường rất hẻo lánh, không có làng mạc nhà cửa, cũng không có nhân chứng. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô đã tông vào tường một góc gần như thẳng đứng. Trong mẫu máu của người chồng không có cồn hay chất kích thích nào khác. Cảnh sát giao thông xác định tốc độ của chiếc xe khi va chạm lên tới trên 80 km/h, song hiện trường không có vết phanh gấp. Nhận thấy sự phi lý, cảnh sát quyết định thực nghiệm rất nhiều lần và kết luận nhiều khả năng vụ tai nạn được gây ra có chủ đích. Kiểm tra lại chiếc xe, cảnh sát phát hiện một chiếc gối giữa Chu Tấn và vô lăng. Theo lẽ thường, chiếc gối không nên được đặt ở vị trí đó. Nhưng trong tai nạn này, chính chiếc gối đã cứu mạng của Chu Tấn. Khi người nhà của Giang muốn làm thủ tục để đưa thi thể cô về mai táng, họ được cảnh sát yêu cầu các giấy tờ tùy thân, nên về căn hộ của vợ chồng trẻ để tìm kiếm. Trong quá trình này, gia đình Giang vô tình nhìn thấy một số lượng lớn các hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân trong nhà của Giang, chất đầy trong chiếc vali lớn. Số tiền bảo hiểm cho cả hai vợ chồng khi xảy ra bất trắc đều rất cao. Cụ thể, nếu Giang không may qua đời, chồng cô có thể nhận được hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, tương đương hơn 3 triệu USD. Ngược lại, nếu Chu Tấn qua đời, Giang sẽ được hưởng số tiền này. Số tiền bồi thường quá lớn khiến cảnh sát nghi ngờ. Họ lập tức đến bệnh viện và hỏi Chu Tấn. Vẻ mặt anh ta trước những chất vấn này đều rất tự nhiên, ngôn ngữ lưu loát, không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng đối chiếu với các manh mối điều tra, cảnh sát đã tìm nhiều điểm bất thường. Chu Tấn nói, tai nạn xảy ra do vợ làm đổ nước nóng lên đùi khi anh đang điều khiển xe. Việc này làm cho Chu Tấn bị mất lái. Song nắp bổ cốc nước mà cảnh sát giao thông tìm thấy trong hiện trường vẫn được đậy chặt. Chu Tấn nói đã ăn tối với vợ ở khu vực dịch vụ của đường cao tốc, nhưng camera an ninh của cửa hàng này đã cho thấy chỉ có Chu Tấn xuống xe. Cảnh sát giao thông cũng tìm thấy hộp đen của chiếc xe, còn gọi là mô đun điều khiển túi khí. Khi xe xảy ra va chạm, thiết bị này sẽ phân tích mức độ nghiêm trọng để xác định túi khí có cần mở hay không. Nếu cần thiết, mô đun điều khiển túi khí sẽ mở túi khí và ghi lại các dữ liệu liên quan. Các bộ phận liên quan đọc dữ liệu từ mô đun này cho thấy 4,2 giây trước khi xảy ra sự cố, tốc độ xe tăng từ 82 km/h lên 88 km/h. Tốc độ động cơ tăng trực tiếp từ 2.400 vòng trên 1 phút lên 4.000 vòng trên 1 phút. Tức là trước khi va chạm, Chu Tấn đã đạp ga. Kết quả khám nghiệm Giang cho thấy cái chết của cô phù hợp với việc chết đa tạng do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, xét về ngoại hình thì Giang được xác định đã trong tình trạng bất tỉnh hoặc hôn mê trước khi va chạm. Bác sĩ pháp y cũng thu thập mẫu máu và chất chứa trong dạ dày của Giang và quả nhiên phát hiện ra hai loại thuốc ức chế thần kinh với liều lượng đủ khiến người dùng hôn mê tại chỗ. Người nhà cho biết cô bị động kinh và đã được điều trị bằng carbamazepine, nhưng clozapine và carbamazepine là hai loại thuốc khác nhau và bị nghiêm cấm. Vì sao nó lại có trong cơ thể của Giang? Sau vụ tai nạn, Chu Tấn bị thương và trải qua 10 cuộc phẫu thuật kéo dài 2 năm. Tháng 10 năm 2019, khi Chu Tấn xuất viện, cảnh sát xác định anh ta là nghi phạm số 1 trong nghi vấn giết vợ, chiếm tiền bảo hiểm nên tạm giam để điều tra. Trong ứng dụng WeChat của Chu Tấn, bị phát hiện có thông tin đáng ngờ. Cụ thể, ngày 16 tháng 10 năm 2017, gần 3 tháng trước vụ tai nạn, Chu Tấn đã chuyển 530 nhân dân tệ cho một người để mua triazolam, một loại ma túy có tác dụng tương tự như clozapine. Khi cảnh sát lặn ra người bán thuốc, gã cho biết ma túy triazolam bị Trung Quốc cấm và khá đắt, nên mua clozapine để về làm giả, bán cho Chu Tấn. Như vậy, thực chất, Chu Tấn đã mua clozapine. Cảnh sát thở phào khi thấy mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi bằng chứng. Giang và Tấn trong mắt người ngoài là cặp vợ chồng rất tình cảm. Khi họ kết hôn, bố mẹ Giang đã bán căn nhà cũ ở phía đông thủ đô để mua căn nhà rộng 178m² cho hai con. Trong 2 năm chung sống, cuối tuần nào mẹ vợ cũng sang nấu nướng cho cặp vợ chồng trẻ.
Chú Tấn thường đưa Giang và gia đình cô đi du lịch châu Á, châu Mỹ, Đông Nam Á. Cuộc sống của họ dường như rất hạnh phúc và sung túc. Nhưng trên thực tế, năm 2017, chú Tấn mất số cổ phiếu trị giá 3 triệu nhân dân tệ. Công việc kinh doanh rất ảm đạm và thường xuyên bị ngân hàng đòi số nợ lên tới 6 triệu USD. Do đó, anh ta đã nảy sinh ra ý định giết vợ và lừa tiền bảo hiểm. Chú Tấn thừa nhận, đây không phải là lần đầu tiên thực hiện kế hoạch sát hại vợ. Đầu năm 2017, anh ta cũng từng thực hiện kế hoạch y hệt, mua ma túy cho vợ uống khiến cô hôn mê, sau đó đâm xe vào bốt điện thoại bên đường, xong Giang thắt dây an toàn và thoát chết. Đó là lý do chú Tấn tìm kiếm cơ hội thứ hai, và Giang đã không may mắn như lần trước. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã tuyên phạt chú Tấn tử hình về tội cố ý giết người và gian lận bảo hiểm.